Xin chào các bạn. Để giúp các loài hoa lan luôn có rất nhiều hoa, những bông hoa luôn rực rỡ, hoa luôn đậm màu, giữ trên cành được lâu hơn, hãy đặt cây ở nơi có ánh sáng như là ban công, cửa sổ, mái hiên. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón hữu cơ mới giúp cho hoa lan luôn phát triển khỏe mạnh, cây luôn có rất nhiều hoa. Và cách làm đơn giản này, những cây hoa lan luôn nở rộ, hoa sẽ nở tươi đẹp rực rỡ quanh năm. Các bạn sử dụng vỏ của hai quả khoai tây rất dồi dào về kali và các vitamin nhóm B, rất tốt cho hoa lan và các loại cây trồng khác. Và các bạn sử dụng thêm 2 tép tỏi. Các bạn cho vào 1 lít nước đun sôi. Chúng ta cần phải đặt ở nơi mát sau 12 giờ. Trước khi bón phân, các bạn cần phải kiểm tra để cắt bỏ những rễ hư và những rễ khô. Và những cành khô. Sau đó hãy dùng nước tưới phun sương giữ ẩm cho lá. Và chúng ta sẽ ngâm cây trong nước trong 15 phút. Khi các bạn làm điều này thì các loại phân bón mới sẽ dễ dàng hấp thụ qua rễ được tốt hơn. Sau đó các bạn lấy chậu hoa lan ra. Sau 12 giờ, các bạn sẽ lọc lấy nước này. Cho thêm vào 1 lít nước. Và cách thứ nhất, các bạn sẽ bón trực tiếp vào chất trồng. Chúng ta nên áp dụng 15 ngày một lần cho cây. Đây là một trong những chất hữu cơ rất tốt và giúp cho bầu rễ của cây không bị nấm. Các bạn để như thế này trong 20 phút. Và điều này rất có lợi cho các loài hoa lan khác, giúp những loài hoa lan này sẽ phát triển được rất nhanh.
Cách thứ hai là các bạn sử dụng nước này. Chúng ta sẽ chăm sóc cho các chiếc lá để loại bỏ bụi bẩn và các loại côn trùng còn bám trên hoa lan, giúp bảo vệ những chiếc lá hoa lan luôn khỏe mạnh. Và với cách làm đơn giản này thì những cây hoa lan luôn có được những chiếc lá rất khỏe. Các bạn nhớ lau dưới mặt lá để giúp loại bỏ các loại côn trùng. Và cách cuối cùng, chúng ta sử dụng ở dạng phun sương cho cây. Sau đó các bạn hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và giúp làm sạch lá. Những chiếc lá hoa lan sẽ được bảo vệ khỏe mạnh hơn. Phun trực tiếp vào rễ sẽ thúc đẩy phát triển của những chiếc rễ mới nhanh hơn. Và với những cây nhỏ, các bạn có thể làm điều này để giúp cho những cây hoa lan nhỏ nhanh ra rễ. Và với các loài hoa lan khác thì những chiếc lá sẽ luôn xanh, cây phát triển rất khỏe mạnh. Và đây là kết quả của những cách làm này. Những chiếc rễ phát triển rất nhanh. Những chiếc lá luôn khỏe mạnh. Những chiếc rễ rất mập. Và chúng ta sẽ có được những cành hoa dài hơn. Cây luôn hồi sinh được rất nhiều cành hoa mới. Các loại hoa lan khác, cây nhỏ sẽ được phát triển rất nhiều. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công.